Xin chào quý vị khán giả đã thức dậy để cùng đồng hành với chúng tôi trong chương trình chào ngày mới sáng nay. Câu chuyện về một nữ nghệ sĩ piano hàng đầu của Việt Nam rời xa phố thị để lựa chọn vùng đất Vân Hồ tận hưởng cuộc sống sẽ là câu chuyện đáng chú ý trong buổi sáng ngày hôm nay. Quý vị xin được rời màn hình hãy đồng hành với chúng tôi đến mức cuối của chương trình hôm nay. Trước hết, mời quý vị cùng đến với phần tin tức chúng tôi vừa tổng hợp. Thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh luôn quan tâm và chỉ đạo đôn đốc các sở ngành địa phương tăng cường giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi đến hội đồng nhân dân tỉnh trước và sau các kỳ họp hội đồng nhân dân cũng như các nhiệm vụ được giao tại mỗi phiên chất vấn và giám sát của hội đồng nhân dân. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, tổng số kiến nghị của cử tri gửi đến hội đồng nhân dân tỉnh trước và sau kỳếu thứ 15 hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14 và các nhiệm vụ giải pháp được giao tại phiên họp chất vấn thứ 13, 15 là 181 kiến nghị, nhiệm vụ giải pháp căn cứ nội dung kiến nghị phản ánh của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao các sở ban ngành địa phương và yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan chủ động tích cực xem xét giải quyết với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo đúng quy định. Ngay sau khi nhận được nhiệm vụ và các kiến nghị của cử tri, các sở ban ngành địa phương đã khẩn trương tổ chức nghiên cứu tiếp thu. Đến nay tổng số kiến nghị nhiệm vụ đã được các cấp ngành và các địa phương giải quyết dứt điểm là 110 trên 181 kiến nghị nhiệm vụ đạt 60,8%. Tổng số kiến nghị của cử tri đang được các ngành tiếp tục giải quyết là 65 trên 181 kiến nghị bằng 35,9%. Số kiến nghị của cử tri không có cơ sở giải quyết là 6 trên 181 kiến nghị chiếm 3,3%. 288.000 liều vaccine AstraZeneca được Bộ Y tế mua thông qua công ty VNVC đã về đến Việt Nam. Đây là lô vaccine AstraZeneca thứ hai về Việt Nam theo hợp đồng đặt mua trước 30 triệu liều giữa Bộ Y tế và hãng thông qua công ty cổ phần vaccine Việt Nam. Hiện nay, thì Việt Nam đã nhận 4 đợt vaccine COVID-19 đều của hãng AstraZeneca, tổng số là gần 2,9 triệu liều. Việt Nam chính thức triển khai tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 từ ngày 8 tháng 3. Tính đến nay, tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh, thành phố, với hơn 1 triệu liều cho các đối tượng là cán bộ nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19 các nhân viên y tế cũng như ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, các lực lượng công an, quân đội. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 là 28.503 người. Trong thời gian qua, Bộ Y tế đã nỗ lực tìm kiếm đàm phán với các tập đoàn công ty để sớm tiếp cận với các nguồn vaccine. Như vậy, cho đến cuối năm nay, Việt Nam sẽ có khoảng 110 liều vaccine phòng COVID-19, trong đó thì có 38,9 triệu liều vaccine từ chương trình COVAX, 30 triệu liều từ AstraZeneca thông qua công ty VNVC, 31 triệu liều từ Borazek, BioNTech. Xác định hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng cuộc sống, gia đình ấm no hạnh phúc, giảm nguy cơ bạo lực gia đình. Từ năm 2016 đến nay, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã nhận ủy thác trên 1.400 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cho trên 36.000 hội viên vay vốn ưu đãi để đầu tư sản xuất, hỗ trợ trên 2 tỷ đồng thành lập các mô hình nuôi cá, nuôi gà, lai di, bò sinh sản, trồng chanh leo, xoài tròn và thêu may trang phục mông cho trên 200 hội viên tại các huyện Thuận Châu, Yên Châu, Phủ Yên, Bắc Yên. Bên cạnh đó, các cấp hội đã phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các huyện thành phố, tổ chức được 259 lớp dạy nghề trồng trọt chăn nuôi, điện dân dụng, cắt may, giày da cho trên 8.000 lượt hội viên phụ nữ, qua hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, các cấp hội phụ nữ Sơn La đã phát huy tốt vai trò của mình, giúp hội viên tăng thu nhập, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, từng bước làm giàu, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thực hiện chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025, để đến năm 2025 thực hiện được các chỉ tiêu 50% người bị bạo lực trên cơ sở giới tìm kiếm sự trợ giúp từ cơ quan cung cấp dịch vụ, 100% trường hợp có nhu cầu trợ giúp về bạo lực trên cơ sở giới được trợ giúp bằng các hình thức khác nhau, cùng với đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức trách nhiệm về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới của các cấp ủy Đảng, chính quyền ban ngành đoàn thể các cấp của tổ chức và cá nhân tỉnh Sơn La tiếp tục duy trì nhân rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình cơ sở cung cấp dịch vụ phòng ngừa và ứng phó với bạo lực gia đình trên cơ sở giới, đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công chức phụ trách công tác bình đẳng giới, nhân viên cộng tác viên tham gia triển khai các hoạt động phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và những người làm công tác tuyên truyền truyền thông về bình đẳng giới huy động các nguồn lực để thực hiện công tác này, tăng cường xã hội hóa các hoạt động truyền thông và hỗ trợ nạn nhân bị xâm hại, nạn nhân bị bạo lực, nạn nhân bị mua bán, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 55-2021, sửa đổi Nghị định số 155-2016, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh bảo vệ môi trường, trong đó có một doanh vi vi phạm về thu gom thải rác thải sinh hoạt trái quy định về bảo vệ môi trường bị xử phạt như sau. Phạt tiền từ 100 đến 150 000 đồng đối với hành vi vứt thải bỏ đầu mẩu tàn thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu trung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng. Hiện hành thì phạt tiền từ 500 đến 1 triệu đồng. Phạt tiền từ 500 đến 1 triệu đồng đối với hành vi vứt thải bỏ rác thải sinh hoạt, đổ nước thải không đúng nơi quy định tại khu trung cư, thương mại dịch vụ hoặc nơi công cộng. Phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng đối với hành vi vứt thải rác thải sinh hoạt trên vỉa hè lòng đường hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt, đổ nước thải không đúng quy định trên vỉa hè lòng đường phố. Nghị định 55 2021 có hiệu lực thành kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2021. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra rét đậm rét hại, gây thiệt hại về chăn nuôi trồng trọt nhà cửa của người dân, ước thiệt hại trên 1,3 tỷ đồng. Dự báo từ tháng 6 đến tháng 8 tới đây có thể xảy ra các đợt lũ quét và sạt lở đất lớn trên địa bàn toàn tỉnh. Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ban ngành huyện thành phố đẩy mạnh tuyên truyền cảnh báo dự báo thiên tai, thời tiết và hướng dẫn kịp thời cho cơ sở, nhân dân chủ động phòng tránh ứng phó đảm bảo an toàn. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện thành phố ra soát cập nhật, bổ sung phương án ứng phó thiên tai cho phù hợp với tình hình điều kiện cụ thể tại địa phương khi có dịch bệnh xảy ra. Các huyện thành phố, các xã phường thị trấn ra soát điều chỉnh linh hoạt kế hoạch phương án ứng phó với thiên tai, phù hợp với hướng phát huy tối đa phương châm 4 tại chỗ để sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có thiên tai. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin tức của chương trình sáng nay. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng đến với câu chuyện ngày mới. Thưa quý vị và các bạn, sau 5 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, trên địa bàn huyện Mường La đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực với những mô hình hay cách làm hiệu quả có sức thuyết phục lan tỏa sâu rộng tới từng chi đảng bộ cơ quan đơn vị bản tiểu khu, trở thành mục tiêu phấn đấu rèn luyện của mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân, qua đó đã góp phần xây dựng Đảng chính quyền trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, đóng góp tích cực vào kết quả phát triển toàn diện của huyện Mường La. Trên cơ sở các nội dung trọng tâm đột phá của cả nhiệm kỳ 2015-2020, Ban thường vụ huyện ủy Mường La đã đăng ký triển khai thực hiện 12 mô hình nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phát huy hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng, đặc biệt là vai trò trách nhiệm năng lực của người đứng đầu, cơ quan thường trực, bộ phận tham mưu trong thực hiện chỉ thị. Đây chính là yếu tố quyết định thắng lợi việc triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đối với công tác tuyên truyền, À, ban thường vụ huyện ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền bằng các hình thức như là tuyên truyền qua hệ thống băng rôn khẩu hiệu, pano áp phích, tuyên truyền trên sóng truyền thanh truyền hình của trung tâm truyền thông văn hóa huyện, à, tuyên truyền thông qua à, việc sinh hoạt à, dưới cờ cũng như là sinh hoạt của các tổ chức đảng đoàn thể từ huyện đến cơ sở qua 5 năm tổ chức học tập quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 05 gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 12, công tác xây dựng Đảng tại các chi Đảng bộ cơ sở ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu. Tình hình tư tưởng của đội ngũ cán bộ đảng viên luôn giữ vững ổn định yên tâm công tác, tạo sự chuyển biến rõ nét về quyết tâm chính trị, sự đồng lòng ngày càng cao trong thực thi và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành đơn vị được giao. Với 100% chi Đảng bộ cơ sở tổ chức đăng ký nội dung làm theo số cán bộ đảng viên đăng ký nội dung làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Hồ Chí Minh và cam kết tu dưỡng rèn luyện phân đấu năm 2020 đạt trên 99%. Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Hồ Chí Minh thì đối với đảng bộ thị trấn thì cũng đã xây dựng và ban hành cái quyết định số 83, quy định số 83 về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp vì tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ và nhân dân. Qua 5 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, vì học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã dần đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Thông qua các hoạt động cụ thể đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm có hiệu quả, các điển hình tiên tiến làm theo bác ngày càng nhiều. Để tiếp tục phát huy những kết quả đã triển khai thực hiện, Ban Thường Nguyên Nguyễn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh phải là công việc thường xuyên, liên tục, xuyên suốt để làm tốt điều này trong thời gian tới các cấp ủy đảng chính quyền mặt trận tổ quốc và các đoàn thể của huyện phải thứ nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong thực hiện đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Hồ Chí Minh để gắn với thực hiện nghị quyết trung ương 4 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng thứ hai là coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy Thủ trưởng các cơ quan đơn vị trong việc học tập và làm theo Bác. Có thể khẳng định những kết quả đã đạt được trong thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian qua là cơ sở vững chắc góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mường La lần thứ 21 nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Khép lại nội dung câu chuyện ngày mới tại đây, mời quý vị tiếp tục chương trình với các cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, là một trong những nghệ sĩ piano hàng đầu Việt Nam, nghệ sĩ Phó An My luôn sáng tạo nghệ thuật một cách riêng biệt và độc đáo. Năm 2020, chị và gia đình đã quyết định lên mảnh đất Vân Hồ của tỉnh Sơn La để sinh sống và đã hình thành một không gian văn hóa đặc sắc kết hợp giữa hiện đại và dân tộc tại địa phương nơi đây luôn chào đón các văn nghệ sĩ trong cả nước đến và cùng giao lưu nghệ thuật. Nằm tại bản trường đi một xã Vân Hồ, huyện Văn Hồ, ngôi nhà thân thương này được đại gia đình văn nghệ sĩ trên cả nước biết đến với cái tên là Pam Hill. Thời gian gần đây, đã có không ít nghệ sĩ đến với gia đình chị Phó An My để thưởng thức khí hậu và tìm hiểu mảnh đất con người nơi đây, lấy cảm hứng sáng tác cho các tác phẩm của mình. Đặc biệt là cùng nhau giao lưu nghệ thuật trong một không gian đầy thơ mộng pha lẫn những nét văn hóa đặc trưng của tây bắc khi mà tôi dựng một cái ngôi nhà thì uh, tôi sống độc lập trên một cái quán núi và tôi cũng nghĩ rằng uh, uh, tôi sẽ mời một số những nghệ sĩ hoặc sau này uh, khi mà thời kỳ dịch bệnh nó hết thì sẽ có những nghệ sĩ quốc tế đi sang để có thể tạo thành một cái không gian tạm gọi là như trại sáng tác để cho các nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật đúng nghĩa. vì tôi và Pamu đều là một trong những cái người nghệ sĩ đương đại thì thực sự rất thích tìm cái câu chuyện bản sắc văn hóa. Pamu đã làm được cái việc đấy vì bà Pamu là một người nghĩ đến cái câu chuyện văn hóa nhiều hơn và cô ấy cũng đang chuẩn bị một cái một cái dự án nghệ thuật về âm nhạc. Không gian tổng thể tại đây được kết hợp giữa văn hóa hiện đại và dân tộc tại địa phương. Bởi vậy mà nơi đây luôn có sẵn một cây đàn piano để những nghệ sĩ đến đây có thể trực tiếp thể hiện và giao lưu những tài năng của mình trong một khung cảnh nên thơ của núi rừng. Và năm nay thì tôi cũng uh, đang bắt đầu cho một cái công việc mới, đấy là uh, lấy hơi thở văn hóa người Mông để tạo dựng ra một đêm diễn solo piano. Chúng tôi cũng rất là mong rằng cái không gian nghệ thuật của chị Phó An My trong thời gian tới sẽ thu hút được nhiều giới nghệ sĩ về qua đây thì cũng có những cái cảm hứng sáng tác về cái văn hóa của địa phương chúng tôi cũng như là truyền tải những cái nét văn hóa đó đi khắp nơi trên toàn quốc. Với nghệ sĩ piano Phó An My thì mảnh đất Vân Hồ là nơi rất lý tưởng để chị có thể tìm hiểu những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc miền núi từ đó có thể có những chất liệu quý cho công việc nghệ thuật của bản thân. Và chị cũng mong muốn nơi đây sẽ trở thành một địa chỉ mới lạ thu hút những người làm nghệ thuật. Tới đây chương trình Chào Người Mới Sáng Nay cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Chúc quý vị một ngày làm việc học tập mới nhiều niềm vui và hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại.